Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tất cả do tâm tạo. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Tức là tất cả các đạo lý đều do tâm hiển hiện, tất cả Phật ba đời cũng là do tâm mà hiển hiện. Nói tóm lại, tất cả đều do tâm tạo. Con người có thể tạo nên thiên đường, thì con người cũng có thể tạo ra địa ngục. Thực hành theo 10 điều lành là tạo nên thiên đường, làm 10 điều ác là tạo thành địa ngục. Tâm cũng có thể tạo ra con người, Atula, súc sanh và ngạ quỷ. Tâm của con người thì vi diệu như thế đó, vì nó thiên biến vạn hóa không rời khỏi một niệm, cho nên nói tất cả do tâm tạo. Mỗi khi tâm chúng ta khởi động niệm, chư Phật đều thấy biết hết, nhưng con người chúng ta hầu như đều là bịt tai để trộm chuông, tự mình lừa dối mình, cứ tưởng rằng chắc Phật Bồ Tát không biết, quỷ thần không biết, ai ai cũng không biết. Khi có ý nghĩ như thế, chúng ta sẽ tạo ra biết bao nhiêu chuyện điên điên đảo đảo, hại người, hại mình, gây thành những điều sai lầm to lớn. Đối với Phật giáo, chúng ta nên ủng hộ đạo tràng và xem việc chấn hưng Phật giáo là trách nhiệm của mình. Chúng ta không nên tạo các nghiệp ác ở trong đạo tràng và nên hiểu rằng tất cả đều do tâm tạo. Cho nên, tại Vạn Phật Thành, Trường Đại học Pháp Giới, Trung học Bồi Đức và Tiểu học Dục Lương đều lấy lục đại tông chỉ, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ để làm lời răn dạy. Giảng ngày 12 tháng 4 năm 1984. Ha ha ha, 问什么的说